Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Các thánh quả đã nói là quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Như thế là thánh quả hữu vi hay là thánh quả vô vi? Thiện hiện đáp, thánh quả như thế đều là vô vi, chẳng phải là hữu vi. Phật dạy, này thiện hiện, trong pháp vô vi có phân biệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thông đạt tất cả hữu vi, vô vi đều đồng một tướng, đó là vô tướng, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy ngay trong lúc đó đối với các pháp có sự phân biệt, đây là hữu vi, đây là vô vi chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát cũng như thế, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy vì hữu tình tuyên thuyết các pháp nhưng chẳng phân biệt pháp tướng đã thuyết, đó là vì pháp không nội, hoặc vì pháp không ngoại, hoặc vì pháp không nội ngoại, hoặc vì pháp không không, hoặc vì pháp không lớn, hoặc vì pháp không thắng nghĩa, hoặc vì pháp không hữu vi, hoặc vì pháp không vô vi, hoặc vì pháp không rốt ráo, hoặc vì pháp không không biên giới, hoặc vì pháp không tản mạn, hoặc vì pháp không không đổi khác, hoặc vì pháp không bản tánh, hoặc vì pháp không tự tướng, hoặc vì pháp không cộng tướng, hoặc vì pháp không tất cả pháp, hoặc vì pháp không chẳng thể nắm bắt được, hoặc vì pháp không không tánh, hoặc vì pháp không tự tánh, hoặc vì pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, đối với các pháp không có sự chấp trước, cũng luôn dạy người đối với các pháp không có sự chấp trước, đó là đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, hoặc đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Hoặc đối với pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Hoặc đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc đối với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, hoặc đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ.